kính chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trước khi đến với bản tin bóng đá trương ngày hôm nay, mùng 10 tháng 10, mời quý vị và các bạn dành vài giây để đăng ký kênh, sau đó click vào cái chuông bên cạnh để nhận được những thông báo về những video mới nhất của chúng tôi. Và sau đây là những tin chính trong bản tin trương ngày hôm nay. Đầu tiên là những đánh giá có phần mơ hồ của báo Malaysia về điểm yếu của đội tuyển Việt Nam. Tiếp theo là những nhận định về một vị trí mà có thể khiến cho huấn luyện viên Park Seo lo ngại nhất trong trận cầu tối ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Báo Malaysia nhầm to đánh giá sai bét về điều này ở đội tuyển Việt Nam Thưa quý vị và các bạn, nhận định về trận đấu tối ngày hôm nay giữa Việt Nam và Malaysia. Mới đây tờ báo của Malaysia là The Star cho rằng chính điều này sẽ giết chết tham vọng của đội tuyển Việt Nam trong cuộc đấu ở Mỹ Đình. Tuy nhiên thì theo chúng tôi thì tờ báo của Malaysia đã nhầm to vì họ đánh giá sai về điều mà họ tưởng là điểm yếu của đội tuyển Việt Nam. Nhưng trên thực tế đã chứng minh lo lại khác xa dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Cụ thể vào sáng nay ngày 10 tháng 10 thì tờ The Star của Malaysia đã có bài viết nhận định trước trận đấu với nhan đề Hãy chiến đấu thật tốt. Trong bài viết này theo cây bút Razan thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang phải đối diện với áp lực cực kỳ lớn từ sự kỳ vọng của người hâm mộ và chính điều đó sẽ khiến cho dòng vàng phải gục ngã ngay trên sân nhà Mỹ Đình. Cụ thể, tờ này viết Áp lực lớn từ sự kỳ vọng có thể khiến cho tuyển Việt Nam thất bại khi họ tiếp Malaysia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối ngày hôm nay. Trong 8 trận đấu gần nhất của tuyển Việt Nam trong năm nay, chỉ tính những trận đấu chính thức, không tính giải giao hữu như Kings Cup ở Thái Lan, Thực tế, thành tích của tuyển Việt Nam là không quá ấn tượng. Trong số 8 trận đấu đó thì họ đã thua tới 3 trận, thắng 2, hòa 3. Trong đó có trận hòa không bàn thắng ở lượt mở màn của bảng G vòng loại World Cup ngày 5 tháng 9. Do đó, huấn luyện viên trưởng Malaysia ông Tan Che Hoe có lý do để tin rằng áp lực khi thi đấu trên sân vận động được bán hết sạch vé vào tối nay có thể sẽ ảnh hưởng tới các cầu thủ của họ Việt Nam từng chơi rất thành công với việc lọt đến tứ kết Asian Cup. Họ đã làm cho người hâm mộ tự hào. Tuy nhiên, chính sự kỳ vọng rất lớn này sẽ tạo ra nhiều áp lực cho các cầu thủ của họ. Như vậy, có thể thấy rằng bài viết trên tờ The Star của tác giả Rajan nhấn mạnh vào yếu tố là áp lực tâm lý với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, với đội tuyển Việt Nam thì có lẽ chúng ta đã quá quen với những áp lực này dưới thời ông Park Hang Seo kể từ sau khi U23 Việt Nam làm nên kỳ tích với chức Á quân giải U23 châu Á hồi năm ngoái. Do đó, thầy Park và các học trò hoàn toàn có thể biến những áp lực đó trở thành sức mạnh để thi đấu thăng hoa tại Mỹ Đình vào tối nay, qua đó đánh bại Malaysia, cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Nếu trong trận cầu tối nay, những công phượng Tuấn Anh và Văn Toàn giúp cho huấn luyện viên Park Hang Seo hạ đẹp Malaysia thì điều đó sẽ làm cho bầu Đức Thêm một lần nữa mát mặt với những đứa con cưng mà mình đã đặt hết niềm tin sau 12 năm tâm huyết cùng bóng đá Việt Nam. Cùng với Xuân Trường thì những công phượng Tuấn Anh và Văn Toàn là những cầu thủ mà Bầu Đức đã kỳ vọng nhất gửi gắm niềm tin đem về vinh quang cho bóng đá nước nhà. Trong lối đá tấn công đẹp mắt mà ông Bầu Phú Núi vẫn đang theo đuổi thì bộ ba này đều là những mũi nhọn mang trong mình tuyệt kỹ khiến cho người hâm mộ bóng đá nước nhà đã phải trầm trồ và suy xoa. Trong thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam trong suốt 2 năm trời, ngoài Xuân Trường đeo băng đội trưởng trong kỳ thích Á quân châu Á ở Thường Châu 2018 thì rõ ràng dấu ấn mà những công phượng Tuấn Anh cũng như là Văn Toàn để lại là không nhiều. Trong suốt 2 năm trời ấy thì khi công phượng chật vật đi tìm lại hình ảnh siêu sao của mình, thời còn chơi cho U19 thì Văn Toàn cũng đang trên con đường chứng tỏ là mình xứng đáng với một suất đá chính trên đội tuyển quốc gia trong tay Thầy Park. Còn với Tuấn Anh, chặng đường ấy là nỗi đau của một tiền vệ tài hoa bậc nhất. Song anh đã phải theo dõi các đồng đội từ giường bệnh để chứng kiến hết thành công này đến kỳ tích khác của họ mà mong chờ ngày trở lại hơn bao giờ hết. Tuấn Anh đã trở lại thậm chí là cực kỳ ngoạn mục. Còn nhớ trong trận đấu với Thái Lan trên sân Tham của đội nhà là trận đại chiến đỉnh cao của Đông Nam Á và là bài test cực kỳ quan trọng mà huấn luyện viên Park Hang Seo ưu ái dành cho Tuấn Anh. Tuấn Anh đã chứng minh được nhận xét ngày nào của Bầu Đức rằng Tuấn Anh thậm chí còn hay hơn cả Công Phượng, cũng như niềm tin mà ông thầy người Hàn đặt vào mình là có cơ sở. Trước Thái Lan, Tuấn Anh là cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Việt Nam trong trận đại chiến ấy. Tiền vệ người Thái Bình là đại diện xuất sắc nhất cho đội tuyển Việt Nam trong tay thể pháp, một đội bóng giàu sức chiến đấu, một đội bóng của các chiến binh. Trong trận đấu đó thì lối chơi của Tuấn Anh đã đơn giản hơn nhiều so với một Tuấn Anh nghệ sĩ ngày nào nhưng sự thông minh và thực dụng thì tăng lên rõ rệt. Chính Tuấn Anh là người đã khiến cho ngôi sao sáng nhất bên phía Thái Lan là Chanathip Songkrasin phải tắt điện toàn diện trước Việt Nam. Trước Thái Lan, Tuấn Anh là chiến binh đã thay thế cho một Tuấn Anh nghệ sĩ, đó cũng chính là phiên bản nâng cấp của Tuấn Anh ở Kings Cup 2019, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và tràn đầy sự tự tin. Đơn giản hơn, tránh các pha va chạm năm ăn năm thua nhưng giữ vị trí cực tốt và thể hiện một thể lực được nâng cao đáng kể, sẵn sàng chơi bóng với cường độ cao ở cả trận. Bên cạnh đó, Tuấn Anh phiên bản mới biết phạm lỗi và sẵn sàng phạm lỗi trong các tình huống cần thiết, sẵn sàng ôm ngang hông quật ngã Messi Thái để chặn đứng pha phản công nguy hiểm từ phần sân của đối phương. Một Tuấn Anh đơn giản là một văn toàn cũng chưa cực kỳ đơn giản chẳng kém. Có thể nói trong số những cầu thủ U19 Hoàng Anh Gia Lai ngày nào Họ là những cầu thủ chơi bóng đơn giản, phù hợp với lối chơi mà huấn luyện viên Park seo đang tạo dựng cho đội tuyển Việt Nam nhất. Người ta ca ngợi Tuấn Anh hết lời ở trận đại chiến với Thái Lan nhưng cũng dìm hàng không kém, phũ phàng với công phượng, tiền đạo đang phải tập chay ở Bỉ và có cú sút đáng xấu hổ trong vòng cấm địa của Thái Lan mà quên rằng hai cơ hội rõ rệt nhất mà Việt Nam có được trước Thái Lan đều có dấu giày của Công Phượng. Pha bóng mà Công Phượng bị đem ra chế diễu suốt một khoảng thời gian dài Nhìn từ một góc bao dung hơn, sẽ thấy pha di chuyển của tiền đạo được mệnh danh là Messi Việt Nam là cực kỳ xuất sắc, để cho Quang Hải không thể làm gì khác ngoài việc đặt một đường chuyền đúng sở trường vào bước chạy của người đồng đội. Nếu như quả bóng không khẽ chạm vào chân trụ của Công Phượng trước khi tiền đạo này tung ra cú sút đầy uy lực, nếu như trái bóng đi đúng theo ý của tiền đạo này thì có lẽ không phải Tuấn Anh mà chính Công Phượng mới là ngôi sao sáng nhất bên phía đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm ấy. Nếu như Văn Toàn có thêm một chút quái, một chút sắc sảo trong pha giật bóng khiến cho hậu vệ Thái Lan ngã rúi rụi ngay trước cầu môn và thủ thành Thái Lan đã phải tái mặt thì bộ ba của Hoàng Gia Lai trở thành tam tuyệt của tuyển Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan. Trước Malaysia trên sân Mỹ Đình, rất có thể tam tuyệt của Bầu Đức sẽ thêm một lần nữa được huấn luyện viên Park Hang-seo trọng dụng tung vào sân. Thêm lần nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi lối đá phản công sở trường như trận gặp Thái Lan trước một Malaysia đang hừng hực khí thế tấn công. Khi đó thì chỉ cần tam tuyệt của bầu Đức chơi như từng chơi trước người Thái và có thêm một chút may mắn là đủ sức biến Malaysia thành nạn nhân của mình, khiến cho cả Mỹ Đình thành sân khấu lớn thêm một lần nữa tôn vinh bầu Đức và đem về chiến thắng mà huấn luyện viên Park Hang-seo đang cực kỳ chờ đợi để khiến cho không chỉ Indonesia mà cả chính Thái Lan và UAE phải run sợ trước chúng ta lộ vị trí đáng ngại nhất của đội tuyển Việt Nam trong trận quyết đấu với Malaysia. Đoàn Văn Hậu là cái tên mà người hâm mộ Việt Nam rất quan tâm, quan tâm rất nhiều trong thời gian gần đây với chuyến xuất ngoại đầu quân cho cơ lạc bộ của Hà Lan là SC Heerenveen. Khác với Công Phượng, cựu hậu vệ của cơ lạc bộ Hà Nội được đánh giá cao trong khả năng được trao cơ hội ra sân thường xuyên. Tuy nhiên thì trong hơn 2 tuần đặt chân đến Hà Lan, Văn Hậu vẫn chưa được thi đấu một phút nào cho đội 1 và chỉ được tạo điều kiện thi đấu ở đội trẻ bấy nhiêu cũng là quá tuyệt vời cho bước khởi đầu của cầu thủ Việt Nam góp mặt tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Song với huấn luyện viên Park Hang Seo thì yêu cầu cho trận đấu với Malaysia đêm nay thì đó lại là một nỗi lo lắng. Đầu tiên là về mặt thời gian, Văn Hậu là gương mặt tập trung muộn nhất và chỉ có hơn một ngày tập luyện cùng các đồng đội ở đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên là anh không lạ lẫm với thầy Park, những trụ cột của đội tuyển quốc gia, nhưng trong một thời gian ngắn ngủi đó, thật khó để đảm bảo sự ăn ý như mong đợi Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng rất lo lắng cho cả Văn Hậu và Công Phượng khi không được thi đấu thường xuyên. Không duy trì được tâm lý chiến đấu cũng như cảm giác bóng trong những trận cầu đỉnh cao tại châu Âu. Và vị thuyền trưởng người Hàn Quốc hoàn toàn có lý khi trước mắt ông là một đội tuyển Malaysia thiện chiến với những cầu thủ chạy cánh xuất sắc. Trong buổi họp báo trước trận đấu thì thầy Park đã nhận định rằng những mũi giáp công đáng chú ý của đội tuyển Malaysia gồm có số 20 Siafik Ahmad có khả năng xuyên phá cực tốt số 11 Safawi Rashid và số 13 Sumare là hai cầu thủ chạy cánh rất nguy hiểm. Ông đọc vị ra từng ngòi nổ đáng gờm này vì họ đã khẳng định được giá trị và đẳng cấp của mình trong hàng ngũ của đội tuyển Malaysia mà đơn cử là trong trận đấu vừa qua với Sri Lanka vào ngày 5 tháng 10. Tất nhiên là đoàn văn hậu sẽ phải đối mặt với những mũi giáp công cực kỳ lợi hại đó. Nhớ về những khoảnh khắc mà tiền đạo nhập tịch Sumare đã khiến cho số 5 của đội tuyển Việt Nam phải lao đao ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 tại Bukit Jalil. Văn Hậu phải nhờ đến sự hỗ trợ liên tục từ người đàn anh Quế Ngọc Hải để bịt kín nách bên trái hàng phòng ngự đội nhà. Ở trận đấu đêm nay, nhiều khả năng là Sumare sẽ tiếp tục được bố trí đá cánh phải hoặc cũng có thể là Safawi Hai cầu thủ này thường xuyên đảo cánh cho nhau thì Văn Hậu sẽ lại có một trận đấu đòi hỏi nhiều sự cố gắng. Tài năng cùng thể hình lý tưởng là điều mà Đoàn Văn Hậu đã được thể hiện. Và liệu cậu út của đội tuyển Việt Nam có thể hiện được mình hay không, đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ và giúp cho thầy Park yên tâm với chốt chặn ở hành lang cánh trái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.